Những hình ảnh chưa từng công bố của nghệ sĩ Vũ Linh với con gái ruột vì sao lại giấu kín. Nghệ sĩ Vũ Linh từng xuất hiện với con gái ruột qua những tấm ảnh gia đình. Lúc đó, theo như em gái ruột của nghệ sĩ Vũ Linh chia sẻ, Hồng Loan là con gái nuôi của anh trai mình. Cô bé được gia đình và anh Năm yêu thương hết mực. Hồng Loan bằng tuổi với Hồng Phượng, con gái ruột của Hồng Nhung. Bà nói mặc dù Hồng Loan là con nuôi, nhưng không ỷ mình được yêu thương mà tỏ ra kiêu căng, thái độ không đúng với mọi người. Hồng Loan biết trên, biết dưới, sống tốt với mọi người. Có lẽ nó thừa hưởng tính cách của cha nó và anh Năm Vũ Linh. Có lẽ Hồng Loan không hoạt động nghệ thuật nên không được mọi người chú ý đến. Nhưng mới đây, sau khi nghệ sĩ cải lương Vũ Linh qua đời, thì sự xuất hiện của người con gái nuôi, Võ Thị Hồng Loan, đã chia sẻ mình là con ruột của nghệ sĩ Vũ Linh. Nhiều năm qua, khán giả vẫn nghĩ nghệ sĩ Vũ Linh không có con gái. Tuy nhiên, trong lễ tang chị Hồng Loan, con gái ruột của ông lần đầu xuất hiện công khai. Nghệ sĩ Vũ Linh ra đi vào ngày 5 tháng 3 tại nhà riêng ở Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, trong vòng tay của người thân đồng nghiệp. Lễ tang của ông diễn ra vào ngày 6 tháng 3. Như thông tin trước, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh mất trưa ngày 5 tháng 3 tại nhà riêng quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo, ông hưởng thọ 65 tuổi. Lễ nhập quan diễn ra sáng ngày 6 tháng 3, động quan lúc 11 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3. Sau đó, linh cữu nghệ sĩ được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, Bình Dương. Tại tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, lần đầu xuất hiện con gái ruột, chị Võ Thị Hồng Loan. Nhiều năm qua, Vũ Linh luôn được thông tin tuổi già không vợ con, sống neo đơn trong căn nhà nhỏ ở quận Phú Nhuận. Chia sẻ với phóng viên, chị Loan sinh năm 1987. Lần đầu tiên chị xuất hiện trước khán giả với tư cách con gái ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nghệ sĩ Vũ Linh, đây là lần đầu tiên con gái ruột của nghệ sĩ Vũ Linh xuất hiện công khai. Chị nói, nhiều năm qua, mọi người không biết chuyện cha tôi có con gái. Tôi không phải là người trong giới nghệ sĩ, nên cha muốn con gái có cuộc sống bình thường, yên ổn. Chỉ một số người thân thiết của cha biết sự tồn tại của tôi. Dù vậy, chị Loan đau buồn, xin không chia sẻ thêm. Bình tin tiếp lời, tôi và anh Luân được nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhận làm con nuôi, nhưng chúng tôi coi nhau như anh chị em ruột. Vũ Luân là anh hai, tôi là chị ba, còn Loan là em út. Theo nghệ sĩ, Võ Thị Hồng Loan có tính cách khép kín, kiệm lời, không giỏi giao tiếp. Có hai điều tôi muốn nói. Thứ nhất, cha tôi có cô con gái độc nhất là Loan, chứ không giống như mọi người nghĩ. Thứ hai, chúng tôi gồm con ruột, cháu ruột, con nuôi đều tề tụ tại đây, đợi khăn tang là hậu sự cho cha. Chúng tôi thương yêu, đoàn kết và trân trọng mối duyên mà cha gieo cho mỗi người, bình tĩnh nói. Nghệ sĩ cải lương Phủ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn. Ông thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương Việt Nam. Theo thông tin trên báo chí, Vũ Linh điển trai hào hoa nên tình trường cũng lắm tác gần. Thời đỉnh cao, ông được nhiều cô gái hâm mộ cuồng nhiệt. Theo nhiều cuộc tình đã qua, nghệ sĩ ưu tú từng tính chuyện hôn nhân với nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Tâm. Do không đủ duyên, họ không thể đến với nhau. Vì vậy, tuổi xế chiều, ông sống độc thân đến cuối đời. Nghe giọng tài linh qua điện thoại, Vũ Linh chảy nước mắt và ra đi. Vũ Luân, con nuôi của Vũ Linh, chia sẻ trước khi mất, nghệ sĩ nghe được điện thoại của tài linh từ Mỹ rồi ra đi thanh thản trong vòng tay con cháu. Lễ tang của nghệ sĩ Vũ Linh diễn ra tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận. Vào sáng ngày 6 tháng 3, đông đảo nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp và hàng trăm khán giả lần lượt xếp hàng vào viếng ông Hoàng cải lương. Hai bên lối vào linh cữu là những chùm hoa trắng do người thân chuẩn bị. Trên mỗi chùm hoa là một bức ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh lúc sinh thời. Mọi tấm ảnh kêu lại một góc trên hành trình hơn 4 thập kỷ gắn bó với sân khấu cải lương của ông. Bà Linh ra đi thanh thản. Vũ Luân nói với phóng viên, nghệ sĩ Vũ Linh trở bệnh nặng khoảng 10 tháng trở lại đây. Khi phát hiện ba nuôi mắc bệnh ung thư, Vũ Luân buồn nhiều, nhưng luôn dằn lòng để dành lời động viên, an ủi nghệ sĩ Vũ Linh. Khoảng 10 ngày trước khi mất, nghệ sĩ Vũ Linh nửa tỉnh nửa mê ở bệnh viện. Đến sáng ngày 5 tháng 3, ông nói muốn về nhà. Lúc sắp mất, nhưng nghệ sĩ gọi điện đến động viên Vũ Linh, nhưng ông không nói chuyện được. Khi nghe giọng tài linh từ Mỹ gọi về qua điện thoại, Vũ Linh chảy nước mắt, sau đó ra đi trong vòng tay của người thân, đồng nghiệp. Vũ Luân nói với nghệ sĩ Vũ Linh, để lại di nguyện cho người thân. Sau lễ tang, gia đình sẽ công bố di nguyện của ông. Cho đến trước lúc nhắm mắt xuôi tay, nghệ sĩ Vũ Linh vẫn luôn đau đáu về sân khấu. Khi ba bệnh, tôi đến thăm, ba vẫn luôn nói về sân khấu, nhắc lại các vở diễn. Ba nói khi nào hết bệnh, sẽ hát cho khán giả. Ba đã ra đi thanh thản, nhẹ nhàng, không phải chịu nhiều đau đớn. Vũ Luân nói, khi ba bệnh, tôi đến thăm, ba vẫn luôn nói về sân khấu. Nghệ sĩ cải lương nhớ lại thời anh mới đi hát. Vũ Linh phát hiện ra tài năng của Vũ Luân. Sau đó, nghệ sĩ Vũ Linh đến nhà và xin phép ba mẹ anh.
nhận Vũ Luân làm con nuôi. Nhiều đồng nghiệp khán giả nhận xét anh là phiên bản thời trẻ của Vũ Linh, từ ngoại hình đến giọng hát, phong cách biểu diễn trên sân khấu. Khi đi hát ở dưới tỉnh, nhiều khán giả còn nhầm Vũ Luân là con ruột của Vũ Linh. Tôi nhiều lần chia sẻ trên sân khấu, thưa các cô chú, Vũ Luân là con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh. Sự giống nhau này đến một cách tự nhiên, chứ tôi không cố ý bắt chước. Khi được ba nhận làm con nuôi, tôi chỉ theo để học nghề. Đó cũng là điều may mắn cho tôi trong quá trình làm nghề, anh bày tỏ. Cùng với Bình Tinh, nghệ sĩ Vũ Luân là con nuôi được ở gần nghệ sĩ Vũ Linh nhiều nhất. Anh được ba nuôi truyền cảm hứng bài học và tinh hoa trong nghệ thuật sân khấu cải lương. Như mọi người đều biết, ba Linh đã thực hiện nhiều chương trình người đưa đò như một cách nâng đỡ thế hệ nghệ sĩ trẻ để tiếp nối những đam mê trong nghệ thuật cải lương mà cả đời ba theo đuổi. Ba chưa bao giờ giấu nghề với bất kỳ ai, nghệ sĩ Vũ Luân nói. Tiếp lời Vũ Luân, Bình Tinh chia sẻ dù chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu, cô vẫn bàng hoàng đau buồn khi ba nuôi mất ở tuổi 65. Cô cho biết sự ra đi của nghệ sĩ Vũ Linh không chỉ là nỗi đau của gia đình mà còn là mất mát to lớn đối với nền nghệ thuật cải lương. Ba ra đi nhẹ nhàng, người bệnh ai cũng mường tượng ra, họ đau đớn, nhưng ý chí ba tôi rất mạnh mẽ. Có khi ba đau nhưng không biểu lộ ra bên ngoài. Đến khi mất, ba vẫn rất đẹp, vẻ mặt thanh thản, Bình Tinh nói. Tôi không nghĩ ba đã mất mà ba đang đến một thế giới khác, đẹp hơn. Chúng tôi tề tựu để tiễn ba, một hành trình mới của ông. Ba tôi đã trở thành huyền thoại. Tôi không chắc bao nhiêu năm nữa nền cải lương mới có một Vũ Linh thứ hai, nghệ sĩ chia sẻ. Ca sĩ Hồng Phượng, cháu của nghệ sĩ Vũ Linh, là người ở gần và chăm sóc ông những năm cuối đời. Cô cho biết nghệ sĩ mắc bệnh ung thư nhưng giấu kín bệnh tình vì sợ đồng nghiệp, khán giả lo lắng. Từ năm 2022, sức khỏe của nghệ sĩ Vũ Linh yếu hơn, những cơn đau hành hạ ông hàng ngày. Tuy vậy, khi người thân hỏi, ông luôn lắc đầu và nói mình ổn. Trên giường bệnh, cậu vẫn lạc quan. Dù tôi biết cậu đau lắm, các nghệ sĩ đến thăm, cậu đều cố gắng vui cười, ca, kể chuyện nghề. Mọi người ai cũng thương cậu, Hồng Phượng chia sẻ. Cô cho biết từ khi mắc bệnh, nghệ sĩ hạn chế những lời mời biểu diễn vì sợ diện mạo xuống sắc, giọng hát không đảm bảo để phục vụ khán giả. Vào tháng 3 năm 2022, nghệ sĩ Vũ Linh góp mặt ở tuồng Mạnh Thường Quân của Thẩm Mỹ và Đoàn Huỳnh Long. Cháu gái của Vũ Linh chia sẻ, nghệ sĩ là người luôn lo lắng, mong muốn giúp đỡ người thân, đồng nghiệp và các thế hệ. Cậu luôn tìm mọi cách để giúp đỡ từng người cháu, anh em trong gia đình. Cậu nói muốn mua cho đứa này căn nhà, đứa kia xe máy, rồi nhắm mắt cũng an lòng. Cả cuộc đời cậu không nghĩ cho bản thân mà luôn lo lắng cho người khác, cô chia sẻ. Cô nói đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh được tổ chức trong không khí ấm áp, trang nghiêm và trọn vẹn. Đông đảo các thế hệ nghệ sĩ, khán giả từ xa đều đến viếng, bày tỏ niềm thương tiếc với huyền thoại sân khấu. Vì thế Hồng Phượng và người thân trong gia đình cảm thấy ấm lòng. Đại diện gia đình, Hồng Phượng gửi lời cảm ơn với cơ quan ban ngành đã hỗ trợ, tri âm tấm lòng của các nghệ sĩ và khán giả ở nhiều tỉnh thành phố. Sinh thời, cậu là ông vua trên sân khấu, được hàng triệu người yêu thương, trân trọng. Khi cậu mất đi, người thân túc trực ở bên, động viên cậu, cậu ra đi nhẹ nhàng, chấm dứt những đau đớn, những giọt nước mắt của khán giả khi đến với cậu trong đám tang, như sự tiếc thương vô hạn. Tôi muốn hình ảnh cậu mãi đẹp, ngay cả lúc ra đi, Hồng Phượng khóc và cho biết.